Xin chào các em, cô rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần cuối cùng trong chương trình sách giáo khoa lịch sử lớp 12, chủ đề Lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000. Đây là nội dung của chương 5 trong chương trình sách giáo khoa lịch sử của các em, gồm bài 24, bài 25, bài 26 và bài 27. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của chương trình giảm tải và điều chỉnh nội dung dạy học do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 30 tháng 3 năm 2020, có một số bài giảm tải và một số phần giảm tải. Trên cơ sở đó, trong tiết học này, cô cùng các em sẽ học hai nội dung chính của chủ đề lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000. Nội dung thứ nhất, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Nội dung thứ hai, đường lối đổi mới của đảng. Về mục tiêu kiến thức cần đạt, tiết học này các em cần nắm cho cô 3 vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất, hiểu được vì sao sau năm 1975 nước ta phải thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Trình bày quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước và nêu ý nghĩa của quá trình đó. Thứ hai, các em nêu được hoàn cảnh lịch sử của nước ta trước khi nước ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Thứ ba, các em trình bày được những nội dung cơ bản của đường lối đổi mới được đề ra lần đầu tiên tại Đại hội 6 tháng 12 năm 1986. Và trên cơ sở đó các em nhận xét về đường lối đổi mới của đảng. Bây giờ cô cùng các em sẽ vào nội dung thứ nhất của tiết học. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước từ năm 1975 đến năm 1976. Các em đến với phía học tập số 1. Các em đọc sách giáo khoa lịch sử lớp 12 ở bài 24, trang 201, 202, 203. Các em hãy tìm hiểu các vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất, vì sao sau năm 1975 nước ta phải thống nhất đất nước về mặt nhà nước? Vấn đề thứ hai, các em trình bày quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Vấn đề thứ ba, các em nêu ý nghĩa của quá trình đó. Vậy, vì sao sau năm 1975 nước ta phải tiến hành thống nhất đất nước về mặt nhà nước? Chúng ta tìm hiểu phần hoàn cảnh lịch sử. Như các em đã biết, với đại thắng mùa xuân năm 1975, nước ta đã thống nhất về mặt lãnh thổ. Tuy nhiên, mỗi miền có một hình thức nhà nước riêng. Các em nhìn lên màn hình. Ở miền Bắc, cơ quan đứng đầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời ngày 6 tháng 1 năm 1946. Ở địa phương có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trong khi đó, ở miền Nam, cơ quan đứng đầu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời ngày 6 tháng 6 năm 1969, thay cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Bên cạnh có Hội đồng Cố vấn Chính phủ và ở địa phương có Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh, huyện và xã. Từ hoàn cảnh này đã đặt ra một yêu cầu bức thiết, đòi hỏi nước ta phải thống nhất về mặt thiết chế nhà nước để tạo nên một chính phủ thống nhất, một cơ quan đại diện cho quyền lực chung của nhân dân trong cả nước. Đồng thời, thống nhất đất nước về mặt nhà nước cũng nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai miền Nam Bắc muốn sum họp một nhà và phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử Việt Nam. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Từ hoàn cảnh trên của lịch sử, một yêu cầu bức thiết đặt ra với cách mạng Việt Nam sau năm 1975 là phải thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Vậy, quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước diễn ra như thế nào? Chúng ta tìm hiểu phần 2, quá trình thống nhất. Trước đòi hỏi của lịch sử, ngày 29 tháng 9 năm 1975, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã họp ban hành nghị quyết 24 đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Ở đây cô muốn nhắc lại cho các em một số nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng có tác dụng to lớn đối với cách mạng nước ta trong giai đoạn 1954 đến 1975. Nghị quyết 15 ra đời tháng 1 năm 1959 nhấn mạnh con đường cách mạng bạo lực. Và nghị quyết này đã đưa đến thắng lợi của phong trào đồng khởi. Nghị quyết 21 ra đời tháng 7 năm 1973 tiếp tục nhấn mạnh con đường cách mạng bạo lực và nghị quyết này đã đưa đến chiến thắng đường 14 Phước Long. Nghị quyết 24 đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Đó là ba nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng mà các em cần lưu ý.
thực hiện chủ trương trên của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 1975, hai đoàn đại biểu đại diện cho hai miền Nam Bắc đã họp hiệp thương tại Sài Gòn. Và trong hội nghị hiệp thương này, hai đoàn đại biểu đã nhất trí với chủ trương thống nhất đất nước về mặt nhà nước mà đảng đề ra, đồng thời bàn bạc cách thức biện pháp để tiến tới thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Trước tiên, tổ chức việc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước. Và vào ngày 25 tháng 4 năm 1976, cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước đã được tiến hành. Đây là lần thứ hai nhân dân ta tiến hành tổng tuyển cử bầu quốc hội trong cả nước. Lần thứ nhất vào ngày 6 tháng 1 năm 1946. Kết quả cuộc tổng tuyển cử lần này đã bầu được 492 đại biểu vào quốc hội khóa 6, cơ quan có quyền lực cao nhất của nước ta, cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong cả nước. Và có thể nói rằng sự kiện này có ý nghĩa quyết định đối với quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 đã họp phiên đầu tiên. Và trong phiên họp đầu tiên này, Quốc hội khóa 6 đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến vấn đề thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Vấn đề thứ nhất, thông qua chính sách đối nội đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất. Vấn đề thứ hai, quyết định tên nước, quốc huy, quốc kỳ, quốc ca. Lấy tên nước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc kỳ, lá cờ đỏ sao vàng. Quốc ca, bài tiếng quân ca của nhạc sĩ Văn Cao. Chọn Hà Nội làm thủ đô, đồng thời đổi tên thành phố Sài Gòn Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp này, Quốc hội cũng bầu ra các cơ quan, các chức vụ cao nhất của nước Việt Nam thống nhất, đồng thời bầu ban dự thảo hiến pháp của nước Việt Nam thống nhất. Khi chưa có hiến pháp mới, thì Quốc hội cũng quyết định lấy hiến pháp năm 1959 làm hiến pháp chung của nước ta. Và tại địa phương, Quốc hội quyết định tổ chức thành 3 cấp chính quyền, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, cấp huyện và tương đương cấp huyện, cấp xã và tương đương cấp xã. Tại mỗi cấp đều có tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp. Như vậy, với những quyết định của cuộc họp đầu tiên Quốc hội khóa 6 đã đánh dấu việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước cơ bản đã hoàn thành. Trên cơ sở này, nước ta tiếp tục thống nhất trên các lĩnh vực khác từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Vậy thì, thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì? Trước hết các em thấy rằng, thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân cả nước và phù hợp với quy luật phát triển chung của lịch sử dân tộc Việt Nam. Thứ hai, thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã tạo ra được những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và thứ ba, tạo ra khả năng to lớn trong việc bảo vệ Tổ quốc cũng như mở rộng quan hệ quốc tế. Và các em biết rằng, sau khi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời, có 94 nước công nhận và đặt quan hệ ngoại giao. Và ngày 20 tháng 9 năm 1977, Việt Nam đã gia nhập vào Liên Hợp Quốc, trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc. Như vậy, năm 1976, nước ta đã hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vậy thì, trong 10 năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, nước ta đạt được những thành tựu gì? Bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta gặp phải những khó khăn gì? Vì sao đảng lại đề ra đường lối đổi mới? Để tìm hiểu vấn đề đó, cô mời các em sang phần 2 La Mã, đường lối đổi mới của đảng. Các em đến với phiếu học tập số 2. Các em đọc sách giáo khoa lịch sử 12, bài 26, trang 208. Các em hãy tìm hiểu các vấn đề sau đây. Thứ nhất, hoàn cảnh lịch sử nước ta và thế giới trước khi nước ta tiến hành đổi mới. Trên cơ sở đó, các em giải thích vì sao đổi mới là vấn đề cấp bách có ý nghĩa sống còn đối với chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đồng thời là vấn đề phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại. Vậy, vì sao đảng đề ra đường lối đổi mới? Chúng ta tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử. Trước hết là hoàn cảnh trong nước. Các em biết rằng,
trong 10 năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội với hai kế hoạch nhà nước 5 năm từ 1976 đến 1980 và 1981 đến 1985. Bên cạnh những thành tựu đạt được, nước ta gặp không ít khó khăn. Những khó khăn đó đã làm cho nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế xã hội. Vậy, đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Các em biết rằng, trong 10 năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1976 đến 1986, nước ta tiếp tục thực hiện cơ chế tập trung bao cấp. Nhà nước quản lý toàn bộ nền kinh tế, từ sản xuất đến phân phối sản phẩm, với hai thành phần kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể. Ở đây các em biết rằng, cơ chế tập trung bao cấp phù hợp với nước ta trong thời kỳ 1954 đến 1975, khi đất nước có chiến tranh, miền Bắc mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Tuy nhiên đến thời bình, cơ chế tập trung bao cấp không còn phù hợp và nó đã trở thành một trở lực cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Các em nhìn lên màn hình, đây là hình ảnh người dân xếp hàng mua nhu yếu phẩm tại cửa hàng mậu dịch quốc dân của nhà nước và mua bằng chế độ tem phiếu sổ lương thực do nhà nước cấp. Xếp hàng hàng ngày để mua hàng hóa, nhưng có thể đến lượt mình không còn hàng hóa để mua. Và hình ảnh thứ hai, chúng ta nhìn xem đây là hình ảnh người nông dân làm việc trong các hợp tác xã trong thời kỳ bao cấp. Khi có hiệu lệnh cản, báo hiệu giờ làm việc, người nông dân vác cuốc ra đồng làm với hình thức lao động tập thể, làm cho hợp tác xã. Điều này không phát huy được khả năng cũng như năng lực sáng tạo của từng cá nhân trong quá trình sản xuất. Thêm vào đó, đây là hình ảnh con trâu đi trước cái cày đi sau, phản ánh sự lạc hậu về kỹ thuật và phương tiện sản xuất của nhân dân ta trong thời kỳ đó. Tất cả điều này đã làm cho năng suất lao động của nước ta trong thời kỳ này không đạt như mong muốn, sụt giảm liên tục. Và không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp mà các lĩnh vực khác cũng rơi vào tình trạng như thế này. Hàng hóa khan hiếm, lạm phát tăng vọt. Điều đáng nói ở đây, nước ta là một nước có ưu thế về nông nghiệp, nhưng trong thời kỳ này, chúng ta phải nhập một khối lượng lớn lương thực từ bên ngoài để phục vụ cho đời sống của nhân dân, đồng thời nhận trợ cấp lương thực từ các nước xã hội chủ nghĩa khác. Từ năm 1976 đến năm 1980, ta nhập khẩu 5,6 triệu tấn lương thực thực phẩm. Từ năm 1981 đến 1985, nhập khẩu trên 1 triệu tấn lương thực. Và năm 1986, lạm phát đã tăng lên đến đỉnh điểm ở cấp phi mã với 774,7%, nhân dân rơi vào tình trạng thiếu đói triền miên. Đứng trước thực trạng này, đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và rút ra một nguyên nhân cơ bản là do mắc phải sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương và chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện. Từ thực trạng trên của đất nước, đặt ra một yêu cầu bức thiết đòi hỏi đảng ta phải đổi mới để sửa chữa những sai lầm khuyết điểm, để đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng và tiến lên xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Trong lúc này, tình hình thế giới cũng có những thay đổi lớn tác động đến nước ta. Trước hết, sự tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, mà một hệ quả của nó là đưa đến xu thế toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa tạo nên mối liên hệ, mối quan hệ, sự tác động qua lại lẫn nhau của tất cả các nước, các quốc gia, dân tộc trên thế giới mà không nước nào có thể đứng ngoài xu thế này. Tình hình này cũng đặt ra một thách thức lớn, đòi hỏi đảng ta phải thay đổi cơ chế để hội nhập vào thế giới. Sự tác động thứ hai của tình hình thế giới, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện và trầm trọng. Trước sự khủng hoảng này, năm 1978, Trung Quốc đã tiến hành cải cách mở cửa và bước đầu đã thành công. Năm 1985, Liên Xô cũng tiến hành công cuộc cải tổ xã hội chủ nghĩa với hy vọng đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng. Như vậy, tình hình thế giới cũng tác động vào Việt Nam và đặt ra một yêu cầu bức thiết đòi hỏi nước ta phải tiến hành đổi mới. Vậy thì, phân tích tình hình trong nước và thế giới,
chúng ta thấy rằng đổi mới đối với Việt Nam lúc này không chỉ là nhu cầu cấp bách, là một vấn đề có ý nghĩa sống còn, mà còn là vấn đề phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại. Như vậy, đổi mới là tất yếu, nhưng đổi mới khi nào và đổi mới như thế nào? Cô mời các em tìm hiểu phần 2, đường lối đổi mới của Đảng. Chúng ta đến với phiếu học tập số 3. Các em đọc sách giáo khoa lịch sử lớp 12 ở bài 26 trang 208, 209, hãy tìm hiểu các vấn đề sau đây. Thứ nhất, đường lối đổi mới của Đảng đề ra khi nào? Thứ hai, quan điểm của Đảng về đổi mới. Thứ ba, nội dung đổi mới trên lĩnh vực kinh tế và chính trị. Trước hết chúng ta tìm hiểu thời điểm đổi mới để biết Đảng ta tiến hành đổi mới khi nào và đường lối đổi mới gắn liền với vai trò của ai. Cô mời các em xem đoạn clip sau đây. Đại hội Đảng 6 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 năm 1986 tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư. Tinh thần của đại hội là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, nghiêm khắc nhìn nhận những khuyết điểm, sai lầm kéo dài, khẳng định quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách mạng và khoa học, đánh giá cao quá trình dân chủ hóa sinh hoạt chính trị của Đảng và nhân dân ta. Đảng ta quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, vân vân. Xác định nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp theo. Đại hội đưa ra thực hiện khẩu hiệu dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đại hội 6 là đại hội kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết để tiến lên, có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp quá độ lên chủ nghĩa xã hội và mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước. Như vậy, qua đoạn clip vừa rồi thì các em thấy rằng đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên tại Đại hội 6 tháng 12 năm 1986 và được điều chỉnh bổ sung phát triển tại các kỳ đại hội tiếp theo. Hy vọng rằng đến kỳ đại hội lần thứ 13 của Đảng vào năm 2021, Đảng ta cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh bổ sung và phát triển đường lối đổi mới được đề ra từ Đại hội 6. Và nói đến Đại hội 6 và nói đến đường lối đổi mới, chúng ta không thể nào không nhắc tới vai trò của đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư của thời kỳ đầu đổi mới, người đã đề xuất kiến tạo cho đường lối đổi mới tiến lên. Vậy, Đảng ta quan điểm như thế nào về đổi mới? Đảng ta quan điểm rất rõ về đổi mới. Thứ nhất, đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mà làm cho mục tiêu đó được thực hiện một cách có hiệu quả bằng quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, bằng những bước đi và giải pháp thích hợp. Thứ hai, đổi mới phải được tiến hành toàn diện và đồng bộ từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa. Thứ ba, đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, trong đó trọng tâm là đổi mới kinh tế. Để cụ thể hóa quan điểm trên, Đảng đã đề ra nội dung đường lối đổi mới. Ở đây, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu đổi mới trên lĩnh vực kinh tế và đổi mới trên lĩnh vực chính trị. Về đổi mới kinh tế, Đảng ta chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp, hình thành cơ chế thị trường. Ở đây, cô muốn chia sẻ với các em một số nét nổi bật về kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường nói chung có 3 đặc trưng sau đây. Thứ nhất, vận hành theo quy luật, chịu sự tác động một cách khách quan của các quy luật như quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh v.v. Thứ hai, giá cả do cung cầu điều tiết. Và thứ ba, chủ thể kinh tế độc lập. Nhưng nền kinh tế thị trường của nước ta theo chủ trương đổi mới của Đảng là có sự quản lý của nhà nước. Sự quản lý của nhà nước sẽ trở thành đầu tàu định hướng cho nền kinh tế nước ta phát triển đúng hướng và đúng mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Các em cần so sánh cơ chế thị trường và cơ chế tập trung bao cấp có những điểm gì khác nhau. Sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai, cơ chế thị trường do người tiêu dùng quyết định. Hay nói cách khác, do thị trường quyết định. Trong khi đó, cơ chế bao cấp do nhà nước quyết định.
Và ở cơ chế bao cấp, nhà nước quản lý toàn bộ nền kinh tế, thì ở cơ chế thị trường, nhà nước chỉ quản lý ở tầm vĩ mô bằng chính sách kinh tế, pháp luật kinh tế. Chủ trương thứ hai về đổi mới kinh tế, xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề, nhiều quy mô, trình độ công nghệ. Thứ ba, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Và theo chủ trương của đảng, thì trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nước ta có 5 thành phần kinh tế sau đây. Thành phần kinh tế nhà nước, thành phần kinh tế tập thể, thành phần kinh tế tư nhân, thành phần kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 5 thành phần kinh tế này bình đẳng trước pháp luật, trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò then chốt. Nội dung thứ tư, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Với đường lối này, Việt Nam đã hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Những nước trước đây đối đầu với ta, bây giờ trở thành đối tác của ta trong quan hệ kinh tế. Các em nhìn thấy màn hình, đây là hình ảnh Mỹ tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn cấm vận thương mại đối với Việt Nam vào năm 1994. Và đến năm 1995 thì Mỹ bình thường hóa quan hệ đối với nước ta. Và cũng năm 1995, Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN. Và năm 2007, Việt Nam đã gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Trên cơ sở này, chúng ta có thể huy động được sức mạnh từ bên ngoài để phát triển nền kinh tế trong nước, nâng cao đời sống của nhân dân. Trên lĩnh vực chính trị, Đảng ta chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lý toàn bộ đời sống xã hội bằng pháp luật. Nhà nước này do nhân dân làm chủ, các cơ quan nhà nước do nhân dân bầu ra và tất cả các chính sách của nhà nước đều phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo quyền lực thực sự thuộc về nhân dân. Và trong Đại hội 6, đảng ta đã chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đồng thời thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới. Với đường lối đối ngoại, Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước trên thế giới. Và trong giai đoạn hiện nay, đường lối đối ngoại của ta, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Bây giờ chúng ta có thể so sánh đường lối đổi mới của nước ta với Liên Xô và Trung Quốc. Năm 1985, Liên Xô tiến hành cải tổ chủ nghĩa xã hội với chủ trương đa nguyên, đa đảng và chú trọng đổi mới chính trị. Kết quả, năm 1991, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ, đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng. Năm 1978, Trung Quốc tiến hành cải cách, mở cửa. Chủ trương kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và mục tiêu chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là đổi mới kinh tế. Kết quả, giữ vững ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vào loại nhất thế giới, nâng cao vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế. Việt Nam, tháng 12 năm 1986, nước ta cũng tiến hành đổi mới. Chủ trương kiên trì sự lãnh đạo của Đảng và mục tiêu chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là đổi mới kinh tế. Kết quả, chúng ta giữ vững ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, bộ mặt của đất nước có nhiều thay đổi. Các em có thể tham khảo 5 năm sau khi đổi mới. Nếu như thời kỳ bao cấp, chúng ta thiếu ăn, phải nhập lương thực, thì 5 năm sau đổi mới, chúng ta đáp ứng được nhu cầu trong nước, có dự trữ và tiến hành xuất khẩu lương thực. Hàng hóa dồi dào, đa dạng, lưu thông tương đối thuận lợi và chúng ta đã kiềm chế được một bước đà lạm phát. Tại Đại hội 7 năm 1991, đảng ta đã đánh giá trở lại những thành tựu nói trên, chứng tỏ đường lối đổi mới do Đại hội 6 đề ra là đúng đắn, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản là phù hợp. Như vậy, có thể nói rằng đường lối đổi mới của đảng được đề ra từ Đại hội 6, nó đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mở ra một bước đột phá toàn diện làm xoay chuyển toàn bộ tình hình đất nước, đưa đất nước ta tiến lên. Và trong giai đoạn hiện nay, vai trò vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế. Đây là toàn cảnh của cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York ngày 6 tháng 6 năm 2019.
Và theo sự kiện này, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã công bố Việt Nam chính thức trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đây là nhiệm kỳ thứ hai sau nhiệm kỳ 2008-2009. Và hình ảnh thứ hai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận búa Chủ tịch ASEAN từ Thủ tướng Thái Lan. Và với sự kiện này, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Đặc biệt, trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh công tác phòng và chống dịch như chống giặc. Và hy vọng rằng với sự lãnh đạo tài tình của Đảng cùng với sự quyết tâm đồng lòng của toàn dân, chúng ta sẽ chống dịch thành công. Trên đây là nội dung của bài học, và bây giờ cô sẽ củng cố lại toàn bài bằng cái sơ đồ sau đây để chúng ta các em dễ theo dõi. Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến năm 2000. Trong tiết này chúng ta học hai nội dung trọng tâm. Thứ nhất, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Thứ hai, đường lối đổi mới của Đảng. Về hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, các em nắm cho cô ba vấn đề: hoàn cảnh lịch sử, và trên cơ sở đó chúng ta sẽ lý giải được vì sao nước ta phải tiến hành thống nhất đất nước về mặt nhà nước sau năm 1975. Thứ hai, các em trình bày quá trình thống nhất đất nước. Thứ ba, các em nêu ý nghĩa. Về đường lối đổi mới của Đảng, các em trình bày hoàn cảnh lịch sử và đường lối đổi mới. Về hoàn cảnh lịch sử, chúng ta trình bày cho cô hoàn cảnh trong nước và hoàn cảnh quốc tế. Về đường lối đổi mới, các em trình bày cho cô thời gian đổi mới, quan điểm của Đảng về đổi mới và nội dung của Đảng về đường lối đổi mới trên hai lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực chính trị. Bây giờ, các em vận dụng kiến thức mình đã học vào để làm các bài trắc nghiệm sau đây. Câu hỏi số 1. Nguyên nhân cơ bản tác động đến công cuộc đổi mới của nước ta năm 1986 là: A. Các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. B. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ. C. Trung Quốc tiến hành thành công về cải cách mở cửa đã tác động đến Việt Nam. D. Nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội kéo dài cần khắc phục. Như vậy, bốn đáp án này đều là nguyên nhân tác động đến công cuộc đổi mới của nước ta. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng nguyên nhân cơ bản, các em phải chọn đáp án D. Nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội kéo dài cần phải khắc phục. Câu hỏi số 2. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cách mạng Việt Nam là: A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và khôi phục kinh tế. B. Ổn định tình hình chính trị xã hội ở miền Nam. C. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước. D. Mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước. Như vậy, theo kiến thức chúng ta đã học ở phần 1 La Mã, thì nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước ta sau năm 1975 là thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Câu hỏi số 3. Sự kiện đánh dấu việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước là: A. Đại thắng mùa xuân năm 1975. B. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 6 năm 1976. C. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 năm 1976. D. Quyết định đặt tên nước là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy, sự kiện đánh dấu hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước chính là nội dung của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6. Chúng ta chọn đáp án C. Câu hỏi số 4. Tại sao trong đường lối đổi mới đất nước, Đảng ta cho rằng trọng tâm là đổi mới kinh tế? A. Kinh tế phát triển là cơ sở để nước ta đổi mới trên các lĩnh vực khác. B. Một số nước lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. C. Do hậu quả của chiến tranh kéo dài, kinh tế nước ta còn nghèo nàn lạc hậu. D. Những khó khăn của đất nước đều bắt nguồn từ những khó khăn về kinh tế. Như vậy, các em thấy rằng khi xem xét về hoàn cảnh trước khi đổi mới, chúng ta thấy rằng những khó khăn của đất nước ta đều bắt nguồn từ khó khăn về kinh tế. Cho nên Đảng ta đề ra đường lối trọng tâm là đổi mới kinh tế. Câu hỏi số 5. Nguyên tắc đổi mới của Đảng đề ra tại Đại hội 6 tháng 12 năm 1986 là: A. Không thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu thực hiện có hiệu quả. B. Đổi mới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. C. Bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. D. Thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Như vậy, nguyên tắc đổi mới chính là quan điểm của Đảng về đổi mới. Đó là không thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu được thực hiện một cách có hiệu quả.
Đó là toàn bộ nội dung của bài học. Bài học đến đây là hết. Cô cảm ơn các em đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các em.